Bí thư Đà Nẵng yêu cầu phong tỏa gấp 4 phường ở Sơn Trà ngay trong đêm. Bí thư Đà Nẵng yêu cầu quận Sơn Trà khẩn trương ra quyết định phong tỏa 4 phường gồm An Hải Bắc, Mân Thái, Thọ Quang và Nại Hiên Đông ngay trong đêm 31 tháng 7. Chỉ đạo của ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng được đưa ra tại buổi kiểm tra công tác phòng chống dịch COVID-19 tại phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà tối 31 tháng 7. Tại buổi kiểm tra, bà Ngô Thị Kim Yến, giám đốc Sở Y tế thành phố Đà Nẵng cho biết, Tình hình dịch ở phường Đại Hiên Đông và ba phường xung quanh là An Hải Bắc, Mần Thái và Thọ Quang rất phức tạp và khó lường. Dự báo trong những ngày tới, số ca mắc COVID-19 sẽ tiếp tục tăng. Hiện phường Nại Hiên Đông đã được phong tỏa tạm thời để lấy mẫu xét nghiệm. Tuy nhiên, số ca tăng nhanh, do đó cần thiết phải áp dụng biện pháp mạnh hơn để nhanh chóng dập dịch. Riêng trong hôm nay, phường đã ghi nhận thêm 21 F0 mới. Bà Yến cho rằng với phường Đại Hiên Đông phải tuyệt đối không cho người dân ra khỏi nhà, Khu vực này phải đóng 14 ngày, do đó cần xác định tư tưởng cho người dân. Sau khi nghe địa phương báo cáo, ông Nguyễn Văn Quảng yêu cầu, khu vực Nại Hiên Đông và ba phường xung quanh nếu không ngăn chặn sẽ lây lan dịch bệnh ra địa bàn toàn thành phố và chỉ đạo khẩn trương phong tỏa. Quận Sơn Trà khẩn trương ra quyết định phong tỏa 4 phường gồm An Hải Bắc, Mân Thái, Thọ Quang và Nại Hiên Đông. Đặc biệt, phường Nại Hiên Đông phải đóng cứng các khu vực nguy cơ cao, không cho ra vào, kể cả trường hợp cấp thiết, ông Quang nói bí thư đà nẵng cũng nhấn mạnh trường hợp cấp thiết chỉ được phép khi các lực lượng chức năng có phương tiện ra vào